Bây giờ tôi xin nói rõ quý vị nhớ cái công tác biên tập như thế này. Nhà văn, nhà thơ viết ra trật chánh tả hết. Tổng thống, thủ tướng viết ra cũng trật chánh tả hết. Văn phạm trật luôn. Nhưng mà nhờ một cái ban biên tập người ta chỉnh lại lỗi chánh tả của ông tổng thống hay của nhà văn đó chấm phẩy như thế nào cho trúng rồi người ta mới đem lên báo in hoặc là in thành sách. Cho nên tôi nói cái công tác biên tập như thế này, dấu hỏi, dấu ngã, có rê không rê rất quan trọng chứ không phải không. Mình viết thơ cho bạn bè, mình viết mình gò cái nét chữ cho đẹp, mình thấy là ngon rồi. Nhưng mà khi in lên trên sách báo thì phải trúng, răng rắc, không thể trật được. Cái đó là buộc, bắt buộc đó. Còn mình nghĩ rằng có thể tôi in như thế nào cũng được, ta đọc qua là được rồi, không được đâu. Ở bên đạo Thiên Chúa giáo, từ Kinh Thánh cho tới những cái tờ nhỏ nhỏ quý vị thấy người ta đem tới từng nhà đó, tờ nhỏ em bảo đảm là không trật chánh tả, không trật câu văn phạm. Thiên Chúa giáo họ rất kỹ chuyện đó, vì cái tổ chức của họ rất chặt chẽ, cái ban biên tập rất là chuẩn mực. Còn ta phần nhiều á, anh em cứ in bừa đại, nó trật kệ, nó không thành vấn đề. Thì cái đó nó cũng có ảnh hưởng phần nào người ta đánh giá đó à, hoặc là người ta hiểu sai, mình viết trật chánh tả là người ta hiểu sai. Bây giờ tôi thí dụ Bần Sĩ thuyết như thế này: bên Tây rồi lại bên Tàu, bên Anh bên Nhật cũng nhào tiêu diêu, nhớ hai chữ tiêu diêu, không ngơi ắt cũng đến chiều. Mỹ Nga cũng vậy mà Mỹ miều cũng sang. Tôi đố quý vị chữ sang viết làm sao? Sang là sang bằng, viết không có rê. Mỹ miều mà giàu có gì cũng sang bằng hết, cho nên rất lộn ở chỗ này. Thấy cái chữ mỹ miều cái mình viết có rê liền phải không, nhưng mà không rê. Mỹ Nga cũng vậy, Mỹ miều cũng sang. Cho nên á, Đức Thầy nói rằng dốt, người dốt nói pháp quá rành, cái chữ rành đó dốt nhưng mà nói rành đó, cho nên mình coi chừng. Và nói dốt nhưng mà cái lý bên trong đó, Mỹ Nga cũng vậy, Mỹ miều cũng sang đó, nếu mà viết không rê đó là thiên cơ, hiểu không? Viết không rê là thiên cơ, mà viết có rê đó là chuyện thường tình, không phải thiên cơ, thấy không? Cho nên cái chỗ này tôi nhấn mạnh để mai chiều anh em trong đạo ai cũng muốn in gì đó thì phải có biên tập đàng hoàng. Mình in bừa thì người ta coi thường mình, nhưng mà tội gì mình phải in bừa, tốn tiền của ba tánh quá, người ta đậu tiền cho mình in mà. Cho nên á, trọng thầy tổ, trọng đạo pháp, thì mình truyền đạo pháp xuống dân gian thì phải làm cho đúng cái luật của dân gian của họ, họ mới hiểu. Đó, mình nhập thế rồi mình phải làm cho đúng cái thế tục của họ, đúng kỷ luật của họ. Thí dụ như bây giờ cái chữ trong nè, trong là nhìn á, mình viết o thì nó đặt rồi, thấy không? Đó, thì phải viết ô, thí dụ vậy đi. Thì ở đây là tôi có cái lời để mà trong thời gian qua đó tôi làm công tác biên tập, cái này rất khổ cực. Là thường thường công tác biên tập phải có ba người, nhưng mà ở đây tôi làm có một mình tôi, thành ra đọc riết mắt hư đó. Nó khó khăn lắm. Ở trong một cái tạp chí, tờ báo hay là nhà xuất bản đều có ban biên tập để mà lo cái việc này riêng đó. Rồi hôm nay đó thì tôi xin trình bày rõ ràng như vậy, để mai chiều quý vị có ấn tống hay gì đó thì mình phải coi lại cái vấn đề chuẩn mực, vấn đề in ấn. Dạ, kính thưa thầy, hôm nay thầy từ Tây Úc trở về đây thì có một số anh em đồng đạo ở Sydney để họp ở tại Thiền Tịnh Bửu Sơn để lắng nghe những lời nhắn nhủ của thầy để anh em có cái hành trang để mà trên con đường tinh tấn tu hành. Dạ, kính thưa thầy. Bây giờ mình
tâm của mình. Được chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày thứ bảy, cũng là ngày ở tại Thiền Tịnh Bửu Sơn, thì dân cư sĩ là một trạm trường, không có trạm đường mà trạm trường, để có dịp tất cả quý đạo anh em để hội về đây để tu tập hoặc là để nghe, để thấy một huynh trưởng hay là một đại ân nhân nào cũng được hết. Nói chung là vị nào lời hay ý đẹp khuyên bá tánh để mình vươn lên trên đoạn đường học Phật tu nhân thì được có phép kỳ dân cư sĩ không hẹp lượng để đưa quý vị lên nấc thang của mười phương chư Phật. Như vậy hôm nay thì mong tất cả các vị, nếu nói tôi không phải là phái Bửu Sơn, phái nào cũng về Thượng Đế hết, thì xin kính thưa quý vị, vì là đó cho nên hôm nay kỳ vân cư sĩ là huynh trưởng hay là một vị có trách nhiệm với các ngài của Phật Pháp, thì xin mời quý vị đọc bài Hồng Ân Tam Bảo. Con tắt cái này. Nói cháu ở ngoài đi, ngoài cửa đi cũng được. Nhưng trong khi đi hành hương đó thì kỳ dân đã lo về kinh sử, mệt mỏi quá cho đến mắt phải lờ. Thì hôm nay thầy đi chỉ có một mình với cô. Cuộc hành hương nơi nay thật rất vui, ăn chay nằm đất, niệm Phật cầu trời. Thì thầy buồn quá không biết làm sao. Trời đất mênh mông bao la, mày về ở đây thì Sydney, xuống dưới kia thì gì đó. Thầy Úc thầy nói thôi bây giờ chỉ còn bao nhiêu đây nữa, hay là có cái gì một chút, cùng là thầy xin hẹn lại là ở trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương mình là có cái nguyện là đời thượng hơn phải không con? Như sau này xin kính thưa quý vị, cũng không còn bao lâu nữa thầy cũng bỏ cái dục thể này, thì thầy muốn để lại cho tất cả bà con nói theo. Cũng như trong này thầy có nói theo của một vị ở Phạm Văn Hồng ở tại chùa Tam Bửu Tự, vì lời hay ý đẹp đếp vô cho bà con nghe đó vậy, chứ không phải thầy thiếu văn tự, nhưng cái lời hay ý đẹp nào nó kết hợp với cái lịch sử và kết hợp với câu văn đó thì thầy xin hết để vô đó. Như vậy cho nên hôm nay đó thì thầy đi tới Úc thấy cảnh bao la thì buồn lắm, nói về đời thì ở không có được đâu, buồn thiệt buồn. Mà nói về đạo đó, đồi cụm cây đó còn ở đây nè, khảm cỏ nè, thấy không đó. Nên thầy con nhờ cô Hương đó, cổ biên, mà hồi nào giờ cũng có biên, đáng lẽ đi thì cũng có cái vị làm thư ký rồi, bị gì thầy đâu có biết, mày không biết ra còn chặt bằng mười nữa. Khi hồi đó nó mà thầy biết ra kỳ dân mò thôi, không ra chữ nào cũng cua nó bò làm sao thì chứ có thầy vậy không. Như bây giờ thì cũng đỡ đỡ rồi. Thì thầy xin trình bày ở đây. Trước thì ở Thiền Tịnh Bửu Sơn, đồng đạo và kỳ dân tất cả, để thầy đọc qua chút cho Ngọc Sương ngâm vô, và cùng còn một cái đoạn ở đây, nếu thầy diễn cái đoạn nào thì con sẽ đọc vô ở trong chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bửu Sơn Kỳ Hương vô danh ẩn sĩ. Thầy đọc xuông hơi con hãy ngâm. Thầy vượt ải trùng dương cực khổ, đem lý kinh giác ngộ cho người, cỏ cây cảnh vật tốt tươi,
mong sao bá tánh toàn người hiền lương, miền Tây Úc tiết sương bao phủ. Ta đến đây tạm ngụ 5 ngày, biển rừng đồi cụm kề dái, hoa tươi đậm thắm hằng ngày đẹp xinh, ngồi thẫn thờ tâm linh đạm khởi. Chắc tới đây thế giới loạn cuồng, nhà cao cửa rộng cũng buông, thấy nằm sắp lớp dư muôn triệu ngàn, mong bá tánh lẹ làng quay lại. Có đò thầy biển ái còn chờ, coi chừng nước cuốn chơi dơi, mau ra cho khỏi biển đời mê man. Tâm hướng thiện nhẹ nhàng giải thoát, Phật ban ân nhỏ giọt đầy từ, ráng tạo phước đức cho dư, đời sau sống sót làm người tân dân, đem lời của Phật thần cứu thế, tội chúng sanh sông bể nào lường. Phật ngài rớt lệ xót thương, mượn ta chấp bút tìm phương cứu đời. Ngồi nhìn thấy ngôi trời ảm đạm, ruột gan bào nào, ruột gan đau nào dám mở lời. Nếu không chúng bị chơi dơi, cam đành phải chịu cãi trời nhủ khuyên. Nếu ai tưởng tỉnh liền không muộn, ta vô danh yêu chuộng dân lành, mong sao tất cả chúng sanh từ bi giác ngộ làm lành nhờ thân. Còn nguyên thân tại trần rất quý, đủ tinh thần quan hỷ cho người, từ bi gieo phước đức dư, ngày đêm sám hối tu người mau nên. Đất có lỡ trời rền ầm ĩ, bản đồ thiên quay chỉ từ người. Ai hiền ai quá ác ư, thiên binh trừng phạt từ từ không sai. Thấy đời mạt ta nay sầu não, mới lê chân tham khảo nơi này, nào ngờ đến chốn phương Tây, thốt ra lời lẽ giờ này thiết tha, nhắn nhủ người lời ta phút cuối. Vô danh không tên tuổi ẩn đời, chiếc thuyền còn đậu chơi dơi, chờ ai không thấy chờ người Nam Mô. Phút chút nữa ta vô gần bến, không dám kêu ai đến thì về. Chiều rồi đừng có lê thê, sống kia gần bủa tư bề khó ra. Thi bài. Phong cảnh nơi này rất đẹp xinh, người dân đối xử có ân tình, tuy là họ khác màu da đó, thương yêu đầm bọc tựa đệ huynh. Góc trời Tây Úc thấy điềm nhiên, làm ta vui vẻ lúc tham thuyền, mới ra thi phú hòa tạm gợi, ai người phút cuối được có duyên. Thi bài thơ bài. Nghe lời bần sĩ ăn mày máu lo tu niệm ngày mai đặng nhờ, ta xin lê thứ hiện giờ, đừng gieo tội nữa đặng nhờ kiếp sau. Nhìn coi nổi dậy binh đao, cũng do tiền kiếp tạo nào ác gian. Trời nay thay lớp đổi màn, lời ta nhắn nhủ khắp tràn năm châu. Tràn năm châu, dù cho khanh thước không hầu, vàng dòng bạc nén trời thâu một giờ. Ta nay còn lý còn thơ, dai mang đầu đội tôn thờ Phật tiên. Giả khùng giả dại giả điên, thử coi ai giữ ai hiền, bao nhiêu quỷ sinh trên lực thiên điều. Tha người hiền hậu còn nhiều nỗi ngôi, nếu trời vũ sổ tên bôi, địa cầu trống rỗng ôi thôi còn, ôi thôi, ôi không còn người. Mau mau đừng có dễ ngươi, cây khô ráng tứ từ từ tư lên. Nhớ đời Phật dạy đừng quên, hiền lành đạo đức mơ nên sau này. Xin người tỉnh ngộ mới hay, hướng Nam gió Bắc hướng Tây gió đùa. Từ đây thôi thay tiết đổi mùa, bất tâm dục vọng hơn thua mới còn. Cuối đời nhắc nhở bà con, ai tin thì biết ai còn thì coi. Trời cha xét tội rọi soi, mãi lâm không lọt hẳn hồi nào sai. Ta đâu nào dám khẩn nài, thương xót trong ngoài đồng chủng Nam phương. Ngày nay nhìn thấy tận tường, tự lòng bá tánh tìm phương cứu mình. Lại trời Phật độ chúng sanh, tự bi giác ngộ sửa mình lo tu. Cái này 8 chữ, chị Dân biết, Sương biết. Ta đến Úc Châu
không sầu không khổ. Nhìn qua đăng trổ lố nhị tia màu, vui thấy đồng bào Việt Nam sinh sống. Tưởng trong giấc mộng ở cạnh thần tiên, ta nhập tâm liền đặng khuyên ba thanh. Vừa hưởng được cảnh, vừa lãnh tụ phần, được ở giới dân Úc Châu hiền hậu. Đừng làm gì xấu mang tội Phật trời. Bằng có mấy lời xin khuyên cô bác, ráng mau tự giác đặng có tu tâm. Niệm Phật âm thầm cho tâm sáng suốt, làm hiền đặng chuộc tội lỗi ngày nào. Hãy ráng mau mau chớ nào chậm trễ, làm người không dễ đừng để lụy thân. Sự thế kề gần nên bần lướt dặm, đò tiên còn cầm đậu bến trần gian. Vừa thăm đạo tràng nhụ phiên ba tanh, đây là phong cảnh phù hợp người hiền. Ráng mau tu liền cho yên hồn sát. Vừa tu đục mát cõi phúc Di Đà, tu đặng hải hà từ bi quan hỷ. Tu đi ta chỉ chẳng khó gì đâu. Ráng niệm sáu câu Di Đà lục tử, đặng mà trừ khử yêu quái gian tà. Tu độ được ta hải hà độ chúng, khỏi phải dân cúng rổ rổ rần rần. Tu cho tấm thân tinh thần cao cả, tu để ân xá tha thứ mọi điều. Cực khổ bao nhiêu cũng nhiều vui vẻ, tu cho mát mẻ vui vẻ không buồn. Nước mắt không tuôn tự nhiên bình lặng, lời ta xin tặng quý mến đạo đồng. Bần sĩ hết lòng lưu tâm quý vị, ráng mà dưỡng trí sáng suốt coi đời. Đặng sau ngao chơi khắp miền tiên cảnh, nhờ trí rỗi tánh biến cảnh trần gian. Chúc hết đạo tràng bình an mạnh khỏe, ta không thiêu vẽ nói chúc cho vui. Tu chẳng sụp sùi buồn vui lẫn lộn, đời đã nguy khốn biết trốn đi đâu. Đức độ khỏi cầu rồi hầu lại bay, nói đi nói lại nói dạy nói khôn. Phước đức được tồn linh hồn nhàn nhẹ, ta đây chia sẻ với hỡi mọi người. Ráng tập nhân từ thì người không khổ, muốn yên một chỗ giác ngộ nghe thầy. Buổi chiều phương Tây chép bài lưu niệm, địa cầu khó kiếm lãnh thổ an nhàn. Đôi lời ta bàn mong người hiểu rõ. Nhìn có cây cỏ ở nước Tây Phương, thảm cỏ làm đường người đi thảnh thơi. Ta không đau xót chắc chỗ này còn, chúc lành bà con ở nơi Tây Úc. Gấp quá thầy biên không được nữa, mà lạnh quá không có cái bàn để biên. Thầy ngồi vào cái đông nhỏ đó, thành ra rồi cô Hương cô ra cổ giúp giùm chút. Thì cái này nó cô Hương thì ngoài bắt đầu nó biên đại đi về kỳ dân hay là khảo hẹn chút. Cái này không phải in vô mà mấy tấm thôi đó, cho bà con coi. Thầy như có câu gió bất hướng nam, con không hiểu câu thiên cơ. Chứ hết thiên cơ gió bất hướng nam. Cái đó thiên cơ đó. Vì chị có nghe được không? Có nghe được hả? À, mở đi không? Hồi nãy giờ mở chưa? Hả? Hồi nãy giờ có chơi vô băng không? Dạ. Cho băng có chú mà không có vô băng này. À, hồi nãy chị nói con đường chơi vô. Dạ, không có chơi vô. Mình chơi vô rất là tốn, cũng như là xin thưa quý vị hôm nay như thế nào về việc kỳ nhân cứ in mãi cái này nè. Sứ mạng của không thể. Cũng như thầy không nói là bắt đầu khiêm đi, thì nói hết không có khiêm đi, chứ không phải là tội tình gì nói rõ cho quý vị xà thương hổ giáo. Cũng như trong cái đoạn của Đức Bình Giáo Chủ nói đó, thì chưa có ai mà dịch diệt ra. Còn ở đây Ngọc Sương thì ngâm, kỳ dân thì diễn ra những cái đoạn nào đó cho tất cả quý vị. Thì thấy như vậy thì mình phải mang ơn ai? Mình đổi ơn trời, Phật, đất,
trời cao đất rộng, và Phật độ cho. Nhưng mà Phật là ai? Là quý vị đó, là Kỳ Vân cư sĩ, là tất cả toàn anh em cùng thầy ngồi đây. Chứ đừng nghe nói rồi gặp Phật thì đây là một cái sự việc thay Phật thầy, thầy cũng thay Phật để nói chuyện, chứ không phải là ông Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có nhiều khi thấm thoát nói vừa nói qua tất cả Phật tử nắm không được, nói nay xưng ông Phật, không phải vậy, mà thay Phật là một sứ giả của Phật, họ mới có một cái mạng lệnh để nghiêng về để mà tạo ra một nguồn thơ kinh để lại, sau này mất hết rồi quý vị, chỉ còn kinh vô tự thôi. Tại sao vậy? Tại vì chạy hồi đó thích kinh rồi chạy cái trái hết trơn rồi, đi về không còn vậy trơn trọi à, đó như vậy. Mà có chỗ còn đó có lọt được, lọt sổ được á thì tốt. Quý vị có biết không, cái dòng cầu của mình á không thoát được đâu, vì trên đã vẽ hết rồi đó. Cho nên Đức Quỳnh giáo chủ mới nói là nói mình phải vượt ra sông vàng nước chảy, dòng cầu ngày sau có việc tham sầu thiết tha. Sông vàng à, bây giờ quý vị ở dưới đó cứ nghĩ là dầm nào dòng dòng đó, thấy không, sông vàng mà trần gian á, nước chảy giáp dòng hết trơn à, chứ không phải nói là chảy về ở sông Long Xuyên sông đó. Quý vị hiểu không? Cái câu, cái lý nó về đó. Trần gian, sông gian, nước chảy, dòng cầu ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy đôi trần phong ba, có con nghiệt thu nuốt mà chẳng dung. Nghiệt thú là ai? Là ai? Ai là người ác nghiệt? Nuốt hết, không còn. Thông ba biến chuyển thì tất cả Phật tử, tại sao chùa không nói mà tại sao thiền tịnh Bửu Sơn lại là nói những cái câu thiên cơ như thế? Tại vì nói đại là thầy trò của bần sĩ đi lậu nhưng không có ăn cắp, nhưng mà qua trạm được rồi đó thì hai ba thầy trò tiền nhiều lắm. Còn mà đóng thế rồi, ăn hết trơn, thế ăn hết, chùa đóng thế, còn hạnh cũng đóng thế. Quý vị hiểu không? Có khi buồn thầy mới nói là thầy là đứa con không thừa nhận, không ai nhận hết. Nhưng mà thầy đã nhận. Như hôm nay thì sẽ nói với tất cả quý vị, đã hết rồi. Vì thầy cãi trời, cãi thượng đế, mà cứ, nè, thầy trò cứ soạn thảo để ra kinh. Kinh là sợ mà kinh không có sợ, rồi kinh khủng, rồi kinh hoàng. Kinh là sợ, sợ trong cái thời kỳ thiên cơ đã đến, máy tạo đã quay nhiều thì chúng sanh phải làm sao. Cho nên bần sĩ vô danh bây giờ cần phải là vô danh ẩn sĩ. Nay mai đó, biên tập bài này là quý vị phải kỹ, phải cương. Trong buổi cuối cùng rồi, cả đạo ma dương thề giới Phật chẳng đường Phật lại. Chúng con tu theo thầy khỏi quỳ khỏi bái, nhưng mà tâm tâm của mình không ỷ lại nghe chưa. Trời chiều chưa tắt cơn mưa thì đời còn mãi dây dưa loạn cuồng. Chú không nhìn coi đất thảm trời buồn, ai ai cũng thấy gió luồn thổi qua. Đêm khuya thanh tịnh tại nhà trò sôi kinh nấu sự đặng mà độ dân. Buồn thay sự thế kề gần, ta là một vị cơ bần khuyên lớn, khuyên hoài ba tánh còn hơn đóng lòng ông đạo từng cơn lui thuyền. Buồn ai đi khắp thấy thèn thôn quê cũng đến bốn miền cũng lắm,
buồn cho thế sự thù thâm. Cạn đời mà không biết chưa sai lầm làm sao. Buồn cho sắp dậy máu đầu, cũng người mà giết thay chưa lẫn nhau bữa tròn. Bây giờ ta muốn quay đò trở về mà cho rảnh rồi không lo chi phàm. Đừng kêu rã núi ông Sam, đừng kêu mãi biểu thầy làm việc nhân, chứ tại vì dân lĩnh thánh thần xuống miền mà phải nguyện chứ cố dân cuối cùng. Chê ta nào giải chứ nào khùng, khùng tiếng mà khùng Phật chứ bốn dùng rồi phải đi. Khùng về biết được từ bi, biết câu niệm Phật, biết duy biết dời. Khùng điên không có chứ khùng đời, phiền trong mà ba tanh đổi dời cho mau. Nếu không máu để sắp ba trào, tới đây còn nói dây ba đào gom ghê. Kéo dài cho đến năm về chúng sanh mà sống thử ê chề rồi coi. Buồn cho đồng chúng giống nội bụi này mà không biết xăm soi tâm mình, làm sao ra đến sân trình. Thầy còn mà chờ đợi chứ thiện tình còn neo. Buồn thay ba tánh không gieo đại từ mà không rái rỡ hiếm nghèo. Chơi ở giới chứ buồn đời, chưa được thành thơi lắc đầu ba tánh chưa đổi dời mau đi. Ta buồn thảm si di, ta bút đến nơi này trôi đục cho mấy hôm. Xin phiền ba tánh ráng dòm trong ngoài rồi nhìn thấy xóm chòm có vui không. Buồn thế sự lông đông lận đận, nay mai đây lập trần nghe tròn. Địa cầu chưa được tự do sao trò không ráng dặn dò bên trong. Đây đồng chúng lạc hồng cố gắng, buổi chiều buồn thầy nhắn đôi câu con ơi ráng học cho lâu. Đây là hố thẳm mà biển dâu không mờ lường. Phàm tục tử thấy mương bước xuống, còn quý con có ruộng cứ cài gieo trồng hạt giống như ở lại. Sớm chiều tồn tại ngày mai mình nhờ tình thương đảo vô bờ vô bến. Mong quý trò về đến cánh tiên, buồn chúng không có buồn riêng, buồn đời thì mãi cùng điên như vậy. Giúp ba tánh sau đây không hiểu, cuộc đời tàn bài điệu đủ phần. Thần tiên Phật thánh bâng khuâng, điếc tai nháy mắt cơ bằng làm sao. Hôm nay buổi chiều ở đây, thầy xin kính tặng quý Phật tử, và bữa nay là bữa giao lại cho kỳ ân cư sĩ trong một ngày nào một ngày nữa để họp mặt và liên quan thầy về Việt Nam để cho gia đình và kỳ dân dưỡng bệnh một chút. Để như thế thì thầy không hẹn ngày nào đến do quyền của kỳ dân, trong ngày nào thứ bảy chủ nhật ngày nào đó thì cho Phật tử biết thầy để điều động tất cả quý vị đến để chung vui trong một ngày. Để mà thầy trở về nơi Việt Nam ha. Sao bây giờ có ý kiến gì không? Có đồng ý không? Ngài tỉnh dậy, tôi cũng tu. Ông tu ông thành gì? Thành Phật.
hỏi chừng nào mai mốt thành, hẹn lần hẹn lượt nó vậy đó. Cũng như thiên cơ mà nói, kỳ dân nói không có à, sao nói hoài không thấy hẹn lần hẹn lượt cho quý vị. Nếu mà đoạn tình rồi đó, cắt liền thì không được bao nhiêu người đâu quý vị. Trong buổi chiều rồi, nếu mà mình đi bòn mót lúa mà về 3 giờ thì nó có một thúng à, mà ở thêm tới 6 giờ thì được 1 thúng rưỡi, có đúng không quý vị? Thì có vậy chứ trời cao đất rộng cũng thương xót tất cả các người hiền lương, người con của ổng mà, đó như vậy. Dân của Phật, con của trời chứ không phải mà tầm thường đâu. Vì là đó mà chúng ta nói đi, nói lợi, nói tới, nói lui, đông, sông, tây, đục. Thì mình phải gạn cái lời nói, chứ không nói là thiên cơ mà nói trật lắc hết trơn, không có trật đâu quý vị. Nhưng không nay thì mai. Có nhiều vị trách mắng nói dốc, nói này cái đó không có, thầy trò nói đừng kiếm con. Nói để xin thiền xin các, không phải đâu. Thầy xin kính thưa, ở đây thiền tình bụ sân của Đức Phật Thầy và có chân dung của các ngài trong phái, thì thầy nói không phải xin tiền xin bạc, mà thầy đang xin một hạt sương rơi. Thầy thiết tha xin đạo xin đời, mau tình ngộ nơi biển trời đang sôi nổi. Thầy không có xin gì quý trò đâu. Xin đừng gian dối chốn nơi này, đừng lặng lội nữa chi. Quay về đất Phật mau đi, thầy còn chờ đợi chiều ở Sydney nghe tròn. Ráng cố gắng thầy cho muốn phép, chúng con hiểu đạo rồi phải khép nép để tu. Nay con ở chốn Diêm Phù, thầy đang chờ đợi đi vớt con thu sau thành. Mình tu niệm không có danh không có lợi, mà phải làm ăn, chứ đừng có đợi ai cho. Thầy đang bơ một chuyến đò buổi chiều, còn đâu còn hát hò reo vang. Xin chung sanh, xin tất cả đạo tràng, xin quý vị thương thầy thương tổ, mà hãy mang vào lòng ngày sau con vừa bá tông. Thuyền kia thầy đổ rồi chốn trần hồng con lui. Xin tất cả bá tánh ráng vui đừng có buồn nữa, vì thầy biết đây đất ngửa trời nghiêng, tại mình làm cho hậu thổ hoàng thiên phải dời thánh địa để lập miền thánh đức. Thì quý đạo sĩ anh em góp sức cùng với thầy để hiệp lực chung quy. Xin con trở lại trường thi nửa đêm thức dậy ráng đi nghe trò. Đi bằng tư tưởng, đi bằng tâm linh, đi bằng một chân thật hiền hậu không lo, đi bằng một người tĩnh lặng không bị so chi đời. Thì xin chúng con mau tách bến xa rời, gian nan từ đời đời kiếp kiếp mà bây giờ không không. Con ơi Phật bóng trần hồng đây rồi, thầy đợi trên dòng sông đại ngàn. Thương bá tánh hơn vàng rồng bạc nén, bụi cơ hàng thầy lón lén đến nơi đây. Xin khuyên cô bác đông đầy cũng là quý đạo của thầy Bố Sơn. Xin đừng giận đừng hờn ai nữa hết á. Tối với ngày mình quán cái chết gần bên, sát thân tu bổ gian rền, linh hồn mình lo sợ bập bền làm sao. Răng thanh tịnh để chùi lao hồn lẫn xác. Chúng con biết không, mình tu tại gia chỉ đúc mát bóng từ, phải xa lìa ngay cảnh ác ư, đừng gieo tạo cho người thêm tội lỗi. Đây sắp tới sống không có nổi, lấp bệnh tật bệnh nguyền, lấp mang tội thiên thai. Biết trời đang diệt ngày nay, chúng con làm thật đừng làm sai. Thầy mừng răng cô tu đi, chứ lửa cháy nửa lần con không biết, còn nước biển khơi sắp kẹt rồi trò. Thấy Bình Dương nó lại đôi co, dành rạp hát to, rạp hát lớn.
chúng con biết mình phải chịu trần dưới tầng dưới hơn. Thấy kinh khủng nghe trò đừng bận giỡn làm chi. Đợi con gặp cảnh văn quý, thầy ngồi cầu nguyện chốn Sydney buổi chiều. Ráng thanh tịnh ít nhiều gì cũng phải có. Nhưng mà mình ở đây ráng tu đi sáng tỏ biết bao nhiêu. Cảnh vật thầy thấy không có quan liêu, còn người hiền hậu ráng mà nguyện tiêu nghiệp đời. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay thầy cũng thiết tha để trao đổi với tất cả một ít gì ở trong nhờ kỳ dân cư sĩ có ý kiến qua một chút. Con ý kiến đi. Dạ thưa đức thầy vô danh ẩn sĩ, thưa quý vị đồng đạo có mặt tại thiền tịnh Bố Sơn hôm nay. Đức thầy vô danh ẩn sĩ trước đây là vô bần sĩ vô danh, rồi bây giờ là vô danh ẩn sĩ, thì có khác. Thấy cái chữ ẩn nó có khác. Ẩn là trốn, là núp. Hồi xưa đó là đức thầy có dùng 4 câu khoáng thủ để xưng danh: vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để lạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ dốc giải khuyên. Ngày nay đó thầy sửa lại, thay vì cư gia thì bây giờ là ẩn gia tịnh độ tâm viên mãn. Thì cái chữ ẩn này nó có cái sự mầu nhiệm, nó có cái ý ở bên trong. Thí dụ như hồi xưa đó, cái ông Biện Hòa đời Chiến Quốc á, ổng có cái cục ngọc gọi là ngọc ẩn hay ngọc phát đó, mà đem lên vua đó, thì vua coi rồi nói mày nói láo, cái này không có, cái này cục đá mà, thì chặt cái chân trái ông đi. À, ông vua lại vừa ông chặt cái chân trái. Ông này, vua này chết, ông vua kia lên, ông đem lên lần nữa, thì ông vua võ vương ông coi, ông nói, thì thợ ngọc coi nó cái này cũng cục đá thôi, mày lên gạt lần thứ hai nữa, chặt cái chân phải nữa là ông cục hai chân. À, ông Biện Hòa cục hai chân là vì cục ngọc nó ẩn bên trong thôi. Tới đời vua thứ ba đó, à, thì ông khóc hoài riết, bị cục hai chân lên không được, lên triều đình không được, ông khóc mắt chảy ra máu. Vua thấy vậy động lòng, nó đem cục ngọc lên đây, kêu thợ ngọc giả ra, thấy cục ngọc quá tốt. À, không có gì giá gì hết, quý nhất. Sau này vua Tần mới đòi cục ngọc này đó, đổi 15 cái thành đó. Thì ngọc ẩn, ngọc kia ẩn dạng khó tầm, mình vũ chủ có nói đó. Chọn nơi chân chánh, kẻo lâm khổ hình. Thì theo tôi nghĩ, thì quý đồng đạo nghĩ cái chữ ẩn của thầy cũng có ý nghĩa như vậy. Thì hôm nay thì nhắc lại cái chuyện xưa, thì nhớ tới cái chuyện nay hôm nay đó, thì cái chữ ngọc kia ẩn dạng khó tầm, thì vô danh ẩn sĩ. Hôm nay thì ngày vô danh ẩn sĩ từ Việt Nam sang Úc Châu để thăm đồng đạo, có cái danh mới vô danh ẩn sĩ. Nãy giờ tôi nhắc lại cái tích xưa từ thời Chiến Quốc đó, thì cái chữ ẩn như vậy. Con hồi nãy thầy nói giả khùng điên đó, nhưng mà không phải khùng thiệt, giả mà. Cũng như Tung Tẩn hồi xưa mà giả để làm chi, để khỏi cái chết bằng quyên nó hại. Cho nên Tung Tẩn cũng giả mà sống, sau này về tay lập trận trở lại bắt bằng quyên đó. Quỷ cấp tiên sanh có hai người học trò thôi, mà một người chánh người tà. Ông tà này ông chặt chân Tung Tẩn đi, tâu vua đó, chặt hai chân ông Tung Tẩn, rồi chặt rồi xong còn muốn giết nữa. Ông Tung Tẩn nói này muốn giết là thôi giả điên cho rồi, nhờ vậy mà ông sống. Thì cái khùng là khùng Phật, khùng trời, cho nên khùng biết việc đời hết trơn đó, cho nên giả thôi chứ không phải khùng thiệt. Mà nhưng mà người ta tưởng thiệt à, đó vì vậy mới sống được. À, xin thầy, thì hôm nay thầy đến đây, con xin có một ý kiến về cái từ cái vô danh ẩn sĩ của thầy đó. Thì con có ý kiến chút vậy, xin thầy tiếp lời.
thì muốn kỳ dân đọc từ đây rồi qua đây để cho Ngọc Thiên. Năm Kỷ Dậu 1849, Đức Phật Thầy Tây An lưu lại tại đình Tòng Sơn một quyển sấm truyền để trong Môn An, được Đức Thầy Quỳnh Giáo Chủ nhắc đến trong quyển Giác Mê Tâm Kệ. Ngọc Trương ngâm đoạn này đi. Những sấm truyền xưa của Phật Thầy dần răng kim mà tri thì biết xưa để lại nhiều câu thảm thiết mà nào ai có biết để lòng truyền thiên cơ nói rất não nồng câu hữu ly ba tòng khó sanh. Toàn quyển sấm truyền gồm 402 câu thơ lục bát nguyên văn chữ nôm. Năm 1973 được ông Nguyễn Văn Hầu phiên âm ấn tống, nay thiền tịnh Bửu Sơn trích lược một đoạn quan trọng trong quyển sấm truyền ấy gửi đến bá tánh đọc để suy gẫm biết thế giới sẽ đi về đâu. Nội dung quyển sấm truyền khuyên người đời lo tu hành tinh tấn theo pháp môn thiền tịnh. Cơ trời biến chuyển khử trượt lưu thanh hiền còn giữ mất trong cuộc tẩy trần xảy ra vào khoảng thời gian kể từ năm rắn, xà, cọp, hổ trở đi. Và điềm báo hiệu tận thế xảy ra khi nào có người thiện nữ cư sĩ học hành chưa thông, viết không lành văn tự, dùng phương tiện ứng khẩu thuyết pháp, hành trạng người thiện nữ cư sĩ ẩn tàng trong 6 bài sướng họa hàng Nga của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Niên như điền nguyệt như thôi vần xây thế giới luân hồi chẳng chơi, có người thiện nữ truyền lời nhất vân thiên lộ mái trời thinh thinh. Nhị vân thánh ứng quang minh, tam vân triệu hội gia đình thân vân, ngó xa xem cùng thấy gần, xa gần gió tạc bụi trần sạch không. Hắc đầu tử bạch đầu ông, bớ người dương thế sao công không coi đời. Đạo vơi vơi, đạo vơi vơi, đường xưa cảnh cũ lập đời sửa xây. Buồn khoanh tay, thấy trong con tàu khéo xây lạ lùng. Đời bão ngược ít người hiếu trung, miệng thời toan tính lòng dùng mưu sâu. Thiện phùng thiện ác đau đầu, hoang hoang tương báo ai cầu cứu cho. Thẳng mà tính, thẳng mà lo, thiên đường hữu lộ ai dò nẻo đi. Nghe chi những tiếng thị phi, trách con mắt thịt vậy thì chẳng coi. Mở hai con mắt thòi lòi,
nước sao sóng giận ầm ầm bên tay, cực bỡ ai, cực bỡ ai, cảm thương trần thế dài hoài không nghe. Nước gần lớn gió đưa bè, giữ cầm lèo lái một bề thuận theo. Dầm treo leo, cành treo leo, một mình khó nổi chống chèo đặng đâu. Làm sao chẳng xét trước sau, khinh khi chú lái ai hầu rước đưa. Người đời như bụi chợ trưa, tan rồi lại hiệp hiệp tan mấy hồi. Khóc lỡ khóc, cười lỡ cười, tình tan hỡi bầu cạn đời còn chi. Lệ lâm ly, lụy lâm ly, thương chăng thương kẻ từ bi giữ lòng. Lọc nước trong, lọc nước trong, sợ chi lũ kiến chòm ông chơi bời. Ăn nhịn miệng, nói nhịn lời, mặc tình.